An ninh Điện Biên xin kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin an ninh trật tự, cuối chuyên mục là phóng sự hiệu quả kế hoạch 169 bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị. Như thường lệ, sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 13 tháng 1, dưới sự chủ trì của Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành và bàn giao trụ sở Công an bản Hồi Ven, cụm bản Mường Hợp, huyện Phôn Thong, tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên, lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an Lào và lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về việc giao Công an tỉnh Điện Biên xây dựng 33 trụ sở Công an Lào tại các bản đối biên với tỉnh Điện Biên. Quy mô đầu tư xây dựng hoàn chỉnh của một trụ sở bao gồm một nhà xây cấp 4, lợp mái tôn một tầng, diện tích xây dựng 67m², đảm bảo phục vụ nơi làm việc, ăn nghỉ, sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ. Với đặc thù là vùng rừng núi, giao thông đi lại khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp. Vượt lên những khó khăn, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên và Công an huyện Điện Biên đã phối hợp với cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Luông Pha Băng, Công an cụm bản Mường Hợp, Công an bản Hủy Ven đã phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành tiến độ và chất lượng công trình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an Việt Nam. Vật vật liệu mọi cái thì với cái là phải vận chuyển xa từ sang bên Việt Nam để sang đây, và đường đi lại thì cũng có những cái khó khăn nhất định, nhất là ở đây thì chúng tôi cũng đã bàn và tính những vấn đề như vậy, và mọi cái nội dung thì chúng tôi cũng đã được làm việc với bạn và trao đổi với bạn, làm các bạn công chí công an huyện ở huyện Mường Mai, huyện Phong Thong đã tạo mọi cái điều kiện và phối hợp. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lò Văn Khụt đề nghị công an các cụm bản Lào cần quản lý khai thác sử dụng công trình đúng mục đích, có hiệu quả. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong bảo quản, sử dụng, giữ gìn công trình để phục vụ tốt cho công tác bảo đảm an ninh chính trị và an ninh trật tự. Xin kính mời các thủ trưởng lại. Khó sẽ đèn khóm khóm ốc Việt Nam. Chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi hôm nay được trao tặng ngôi nhà rất là khang trang vững chãi để phục vụ công tác. Không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ Công an và Công an tỉnh Điện Biên nói riêng đã giúp đỡ chúng tôi. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong bảo quản, sử dụng, giữ gìn công trình để phục vụ tốt cho công tác bảo đảm an ninh chính trị và an ninh trật tự khu vực biên giới giữa hai nước Việt Nam Lào. Việc xây dựng trụ sở cho công an Lào tại các bản biên giới thuộc tỉnh Luông Pha Băng và Phong Sa Lì là hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam Lào. Đồng thời là minh chứng rõ nét về tình đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Luông Pha Băng và Phong Sa Lì trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giam, Tạm giữ và Thi hành án tại Cộng đồng Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Điện Biên có Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố. Năm 2021, Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ, Tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng đã bám sát chương trình kế hoạch của Bộ Công an, chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Chủ tịch nước để giải quyết những khó khăn vướng mắc về hồ sơ quản lý giam giữ và thi hành án, triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Chỉ đạo hướng dẫn công an các đơn vị địa phương triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, hạn chế thấp nhất tình trạng dịch bệnh xâm nhập lây lan tại các cơ sở giam giữ. Công an các đơn vị địa phương đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, chủ động ngăn chặn hạn chế các vụ can phạm nhân bỏ trốn, gây rối, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ. Số đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng, người bị kết án phạt tù ở ngoài xã hội được theo dõi quản lý giáo dục ngày càng chặt chẽ hơn. Công tác hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh,
Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ Tạm giam và Thi hành án Hình sự tại Cộng đồng đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, báo cáo Chính phủ, đề xuất xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đổi mới cải cách tư pháp liên quan đến chức năng nhiệm vụ của hệ lực lượng. Bên cạnh việc ban hành kế hoạch kiểm tra toàn diện các mặt công tác công an các đơn vị địa phương, Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ Tạm giam và Thi hành án Hình sự tại Cộng đồng tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành các kế hoạch kiểm tra đột xuất về công tác quản lý giam giữ, hướng dẫn công an các đơn vị địa phương giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý giam giữ và phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giam giữ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, 100% các đơn vị công an cấp tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương. Phát huy những kết quả chiến công thành tích đã đạt được năm 2021, thời gian tới, các đơn vị công an tỉnh, công an các địa phương cần chủ động làm tốt công tác dự báo tình hình, đề ra các chủ trương giải pháp biện pháp phù hợp, thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, các loại tà đạo xâm nhập tại địa bàn xâm hại đến an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng. Quyết liệt đấu tranh, tấn công, chấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, không để hình thành các băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, các điểm nóng về ma túy, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định tình hình phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế với công an các tỉnh Bắc Lào, công an thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong công tác bảo vệ đường biên mốc giới và đấu tranh ngăn chặn tội phạm hoạt động trên tuyến biên giới. Cấp ủy lãnh đạo các đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ huy, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các tổ chức cơ sở đảng, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra giám sát thi đua khen thưởng, bảo đảm kinh phí phương tiện cơ sở vật chất, phục vụ hiệu quả công tác công an. Ngày 17 tháng 1, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho Đại úy Lầu Ali và Đại úy Hờ A Xúa, cán bộ Công an huyện Điện Biên Đông, thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, hai ngôi nhà tình nghĩa này được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2021 cho gia đình Đại úy Lầu Ali, sinh năm 1984, hiện đang là trưởng Công an xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, và Đại úy Hờ A Xúa, cán bộ đội cảnh sát điều tra về hình sự kinh tế ma túy Công an huyện Điện Biên Đông. Cả hai đồng chí đã có hơn 11 năm công tác cống hiến trong lực lượng công an nhân dân. Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vợ không có việc làm, nuôi con nhỏ, nhưng hai đồng chí đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, ngành và nhân dân giao phó. Ngôi nhà nghĩa tình đồng đội được xây dựng bằng nguồn kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ mỗi gia đình 150 triệu và một phần kinh phí tích cóp của gia đình. Việc trao tặng nhà tình nghĩa đồng đội đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy Ban Giám đốc Quan tỉnh đối với cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Qua đó, góp phần cổ vũ động viên tinh thần mỗi cán bộ chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tháng 1, tại khu vực giáp biên giới Việt-Lào, thuộc bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tổ công tác phối hợp gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Điện Biên, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Tây Trang đã phá thành công chuyên án 921L, bắt giữ một đối tượng truy nã, tăng vật thu giữ một khẩu súng ngắn và 3 viên đạn. Đối tượng là Sành Ali, sinh năm 1978, trú tại bản Hủy Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Sành Ali đã vô ý làm chết người tại khu vực bản Hủy Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên đã ra quyết định truy nã số 06 đối với Sành Ali trên phạm vi toàn quốc và thành lập chuyên án 921L truy xét đối tượng. Qua công tác xác minh điều tra phát hiện, Sành Ali trốn trong rừng sâu khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, manh động, luôn mang theo súng bên người, sẵn sàng nhả đạn nhằm chống trả lại lực lượng chức năng. Nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh bắt giữ tội phạm đến cùng, hồi 15 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1, tại khu vực giáp biên giới Việt Nam-Lào thuộc bản Búng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên,
Tổ công tác phối hợp gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Điện Biên, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Tây Trang đã khống chế bắt giữ thành công đối tượng Sành Ali. Tăng vật thu giữ: một khẩu súng ngắn và 3 viên đạn. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận giết người do mâu thuẫn trong quá trình mua bán chất ma túy. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Phát hiện 2.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phát hiện bắt giữ 34 vụ, 35 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 1.382 viên ma túy tổng hợp, 25 gram heroin, 2,63 gram ma túy đá, 240 kg thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng trăm dao kiếm, công cụ hỗ trợ các loại, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đi vào nề nếp. Đó là hiệu quả của các tổ công tác thực hiện kế hoạch số 169 của Công an thành phố Điện Biên Phủ về huy động các lực lượng cảnh sát khác, công an phường, xã phối hợp với cảnh sát giao thông tham gia tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố và các khu vực giáp danh. Trong những năm qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ có những chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ được triển khai tới tận địa bàn dân cư với hình thức nội dung đa dạng phong phú. Công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của lực lượng chức năng được tăng cường, qua đó đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Tuy nhiên, số lượng phương tiện tham gia giao thông ngày một gia tăng, ý thức chấp hành của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Vi phạm thường thấy là các hành vi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ cho phép, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ và một số hành vi vi phạm pháp luật khác. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến mất an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an thành phố đã phối hợp cùng với các lực lượng cảnh sát khác thực hiện kế hoạch một cách có hiệu quả, thực hiện theo chúng tôi đã xây dựng và tổ chức thực hiện theo đúng nội dung chương trình của kế hoạch đã đề ra, và chúng tôi thấy là làm chuyển biến tích cực về an ninh trật tự nói chung cũng như là trật tự toàn giao thông nói riêng, và từ quá trình thực hiện chúng tôi thực hiện theo từng chuyên đề. Trước tình hình thực tế, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã xây dựng và triển khai kế hoạch 169, huy động các lực lượng gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động và công an các phường xã phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Các hành vi cản trở chống người thi hành công vụ, tụ tập tổ chức đua xe trái phép, phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đặc biệt, đây là lực lượng được phép xã hội hóa trong khi thực hiện nhiệm vụ và huy động tối đa các thiết bị và công cụ hỗ trợ như máy ghi hình, máy ảnh, máy đo nồng độ cồn để tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là luật giao thông đường bộ, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố. Trong năm, đã triển khai lực lượng tuyên truyền lưu động 154 buổi, phát 1.318 lượt trên khoa phóng thanh tại các tổ dân phố, bản, tuyên truyền trực tuyến tại 10 trường học với gần 5.000 lượt học sinh và các thầy cô giáo tham gia, phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng nhiều tin phóng sự chuyên đề tuyên truyền. Qua công tác tuần tra kiểm soát và kiến nghị của nhân dân, đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động Công an thành phố Điện Biên Phủ đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết xử lý các hành vi chiếm dụng lòng đường hè phố, hành lang an toàn giao thông làm nơi kinh doanh buôn bán, giải tỏa một số chợ tự phát, đã vận động tuyên truyền nhắc nhở 163.000 trường hợp lấn chiếm lòng đường hè phố làm nơi buôn bán kinh doanh, xử lý 90 trường hợp vi phạm, trả lại đường thông hè thoáng cho người dân lưu thông an toàn và bảo đảm mỹ quan đô thị. Giao toàn thể cho các lực lượng đoàn viên thanh niên, các trường học và phối hợp chặt chẽ với công an thành phố, đội trật tự đô thị thành phố để triển khai thực hiện nhằm chấn chỉnh, lập lại hành lang đô thị hè phố, hạn chế tối đa việc bà con nhân dân lấn chiếm hành lang vỉa hè để họp chợ kinh doanh buôn bán. Và thế này thì chúng tôi đã huy động tất cả những lực lượng
và phối hợp với công an cũng như đội cảnh sát để triển khai trồng hoa đường phố. Thì trong quá trình làm việc thì chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, vận động và những cái trường hợp cá biệt thì chúng tôi cũng tiến hành xử lý để làm sao đề nghị cơ bản và đề nghị bà con nhân dân chấp hành các cái quy định của pháp luật và không lấn chiếm hành lang nhà phố để buôn bán hàng hóa trái quy định. Và bước đầu thì bà con cũng đã di chuyển vào các cái khu vực chợ để bày bán hàng hóa. Trong năm qua, Tổ công tác 169 đã phát hiện lập biên bản xử lý 2.260 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 651 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 1.371 phương tiện vi phạm, nộp vào ngân sách nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng. Bên cạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Tổ công tác 169 cũng tăng cường công tác phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông, tiến hành điều tra cơ bản tuyến địa bàn trọng điểm, nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với các loại tội phạm. Đã phát hiện bắt giữ 34 vụ, 35 đối tượng phạm tội về ma túy, vật chứng thu giữ 1.382 viên ma túy tổng hợp, 25 gam heroin, 2,63 gam ma túy đá, 240 kg thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng trăm dao kiếm, công cụ hỗ trợ. Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì kế hoạch 169 thì lực lượng chức năng chúng tôi thấy những cái vấn đề nổi lên như là tình trạng mà người dân sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở trên địa bàn thành phố là vẫn còn, tình trạng đỗ dừng xe trên các tuyến phố gây cản trở giao thông cũng còn xảy ra, tình trạng lấn chiếm hành lang hè phố ở một số các cái điểm, một số tuyến phố là vẫn còn vi phạm. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện nay khi kết thúc kế hoạch 169 thì hầu hết các cái hành vi vi phạm như trên mà tôi đã nói thì cũng đã được chuyển biến và giảm đi một cách trông thấy. Kế hoạch 169 đã thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội. Tình hình an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của nhân dân được nâng lên. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. So với trước đây, không xảy ra các vụ gây rối trật tự công cộng. Công an thành phố có chí tiếp tục chỉ đạo và lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, công an các xã phường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền. Tuyên truyền bây giờ nó có rất nhiều cách tuyên truyền. Tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội, Zalo, áp phích một hình ảnh trực quan. Đề nghị công chí là tiếp tục phối hợp với phòng quản lý đô thị để chúng ta khảo sát, tiếp tục khảo sát các cái điểm đỗ dừng xe tạm thời, họp chợ tạm thời, rồi bổ sung khắc phục những cái điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông, hệ thống biển báo, thực hiện cái cao điểm tấn công chấn áp phạm và đảm bảo an ninh trật tự trước trong sau Tết Nguyên Đán đều gắn vào các cái chương trình kế hoạch này rồi. Có thể khẳng định với những kết quả đã đạt được, đội 169 Công an thành phố Điện Biên Phủ đang ngày đêm giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị vì sự bình yên của nhân dân. Và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào những chuyển biến tích cực rõ nét hơn trong thời gian tới. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Điện Biên được phát sóng vào 20 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Kính chào và hẹn gặp lại. Người sáng chiến công quê hương ta còn mãi muôn đời, tự hào công an nhân dân hết lòng vì nhân dân. Việt Trung rừng núi bát ngát tháp cành.